phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở Thông tin Truyền thông là xử lý những cái tài khoản rồi những cá nhân mà vi phạm trên lĩnh vực, ví dụ như đưa thông tin sai sự thật, thế rồi rà soát những cái tài khoản thuộc cán bộ rồi nhân viên cơ quan trên địa bàn mà thường xuyên truy cập và đưa lại, đăng lại những thông tin sai sự thật, rồi có nhiều yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia. Thường xuyên theo dõi tất cả các thông tin về Lào Cai trên mạng xã hội. Đối với các thông tin mà nếu như mà sai sự thật thì chúng tôi chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương để mà chủ động cung cấp thông tin chính thống một cách nhanh nhất để giải tỏa các giải đáp thắc mắc của dư luận xã hội. Và với phương thức truyền thông của chúng tôi là đồng bộ trên tất cả các hạ tầng và đặc biệt là trên mạng xã hội, thì để lan tỏa thông tin đến người dân một cách nhanh chóng nhất. Phối hợp với ban tuyên giáo là có các cái buổi tuyên truyền trực tuyến, rồi định hướng về thông tin, về dư luận cho nhân dân trên địa bàn. Và đồng thời là khi có những thông tin sai trái, không đúng trên địa bàn, thì xác minh và phối hợp với các cơ quan